Đường lên Đà Lạt ùn tắc liên tục, hầu hết khách sạn kín phòng. Trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, lượng khách đến Đà Lạt tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Do sợ bị lây bệnh COVID-19, du khách chủ yếu di chuyển bằng xe con, khiến lượng phương tiện giao thông trên đường tăng vọt, dẫn đến ùn tắc cục bộ. Ngày 3 tháng 2, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, tức là ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Nhâm Dần, đã có hơn 27.000 lượt du khách đến Lâm Đồng, trong đó có trên 2.100.000 lượt khách quốc tế, riêng thành phố Đà Lạt đón khoảng 25.000 lượt khách. Dự kiến là từ ngày 29 tháng 1 đến 6 tháng 2, có khoảng 80.000 lượt du khách đến Lâm Đồng, trong đó thành phố Đà Lạt đón 72.000 lượt khách. Lượng khách tập trung đông nhất từ 3 tháng 2 đến 5 tháng 2, các cơ sở lưu trú du lịch đều đạt công suất trên 90%. Cũng theo ông Vân, các khách sạn từ 4 đến 5 sao tổ chức chương trình lì xì đầu năm phục vụ khách lưu trú. Các công ty lữ hành tích cực liên kết thu hút khách đến Lâm Đồng, tổ chức nhiều chương trình du lịch để phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo các chuyên gia du lịch, vào dịp Tết, Đà Lạt vẫn là điểm đến yêu thích của du khách cả nước, nhất là các tỉnh Nam Bộ do khoảng cách gần, dễ dàng tự di chuyển. Do lo ngại về COVID-19, du khách chủ yếu đi xe riêng, khiến lượng phương tiện giao thông trên đường tăng vọt, dẫn đến ùn tắc ở nhiều điểm, đặc biệt là các tuyến quốc lộ 20, 27 và 27C nối Đà Lạt với thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Ở nội ô thành phố Đà Lạt, một số tuyến đường như là Dơ Sinh, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, 3 tháng 2, Nguyễn Thế Học, Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng có những thời điểm bị ùn tắc cục bộ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.